bé 3 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn nhiều vết trên mặt. Mẹ của bệnh nhi cho biết chú chó tấn công được gia đình hàng xóm nuôi để trong nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó được thả rông không rõ mõm. Ngày 10 tháng 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thông tin, tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi trú tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong trạng thái quấy khóc, tâm lý thì hoảng sợ và nhiều vết chó cắn ở trên mặt. Gia đình cho biết cháu sang nhà hàng xóm chơi và bị chó nuôi tấn công. Nghe tiếng la hét của cháu, hàng xóm và gia đình chạy lại thì thấy bé đang bị chó cắn, bị thương ở vùng mặt hai bên má, vết rách chảy nhiều máu, bám bụi bẩn. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé đến khoa cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để thăm khám và sơ cứu ban đầu. Sau khi kiểm tra, bé được chuyển lên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Bác sĩ Vương Phương Thảo, khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, người trực tiếp xử lý vết thương cho biết bệnh nhi vào viện bị thương ở vùng mặt hai bên má, rách sát vách mũi và có nhiều vết thương hở chảy nhiều máu. Trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương gấp trong mắt bên trái, vị trí gần mắt nhất. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu phục hồi đa vết thương và đồng thời tư vấn tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh phòng dại, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng. Thời gian qua, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị chó thả rông cắn. Hầu hết trường hợp là do chủ quan cả từ phía gia đình nuôi chó và trẻ em. Phụ huynh cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với chó nuôi chó lạ. Nhà có trẻ nhỏ không nên nuôi giống chó to và dữ. Khi nuôi chó, người dân cần tiêm phòng đầy đủ, thuần dưỡng chó nếu cho ra ngoài phải rõ mõm. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Việt Hưng, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, với sự phát triển của khoa học công nghệ, vaccine phòng dại thế hệ mới là vaccine vô bào, nhập khẩu từ Pháp, chất lượng rất tốt và hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ có hại nào ảnh hưởng đến trí não và hệ thần kinh của người được tiêm phòng. Ở các nước phát triển, bác sĩ thú y đều được tiêm phòng dại nhắc lại hàng năm. Nếu không được tiêm phòng, 100% bệnh nhân bị chó dại cắn đều tử vong. Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc cào liếm của con vật bị bệnh dại lên vùng da bị tổn thương. Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine hay huyết thanh kháng dại. Nếu tiêm ngay lập tức và đúng phác đồ, bạn có thể phòng bệnh được 100%. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.